của em Tuyền. Cũng đã khá lâu rồi em Tuyền mới trở lại dự án Takashi Ocean Suite, bởi vì thời gian vừa qua thì dự án đã tiến hành bước vào giai đoạn mở bán chính thức. Đã 10 ngày trôi qua kể từ ngày 19 tháng 9 thì với hơn 1.000 căn hộ được mở bán trong đợt 1 này thì hiện tại đã có hơn 90% căn hộ đã có các nhà đầu tư chốt cọc rồi ạ. Và hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2021, em